Lần thứ hai là không. Nếu mà tên công ty này không trùng khớp á một cách chính xác, bao gồm INC, CO vân vân á, thì không return là làm quay lại. Ví dụ là chúng tôi cung cấp RAW explicit terabyte ở địa chỉ 110 Haverhill LD Amesbury, Massachusetts, thì chúng tôi sẽ không chấp nhận RAW export body massage tại Cambridge, Massachusetts. Có nghĩa là cái tên này nó đã khác rồi nè, cái body massage là khác rồi nè, bên đây là physical therapy. Cái này nó không khớp không. Do not submit a website, không xác nhận một website bên ngoài không có địa chỉ ở trong nước Mỹ. The city and state must be listed on the bay, có nghĩa là địa chỉ phải bao gồm thành phố và bang, gồm có thể không có số nhà hoặc đường cũng được, nhưng mà phải có thành phố là Amesbury và bang là MA, bang Massachusetts. Hay ví dụ tên công ty là tên business name là Frank Blum Construction Company. Find the link, tìm link. Ở đây kích vô link đó thì nó sẽ hiện ra này. Running the LinkedIn search. Đây là trang LinkedIn nè. Các bạn thấy trang LinkedIn mà có cái tên ở trên đó khớp với cái tên này đó, thì các bạn kích vào thì nó sẽ hiện ra business name, các bạn so sánh không. Cấp 2 là tìm trang LinkedIn. Nó hỏi bạn có tìm thấy cái trang mà có khớp với tên tên doanh nghiệp, tên công ty đó không? Thì các bạn có thấy thì chọn Z, còn không thấy thì chọn No, và không khớp thì cũng chọn No. Rồi sau đó các bạn copy cái link, đường link vào. Bước 3 là tìm Lazada. Cách đo thì các bạn tìm thường là cái chữ nó để là working app ở đầu á, working app ở đầu, rồi cái tên, sau đó là cái tên công ty Castor. Nếu các bạn rồi sau đó các bạn vào á, các bạn kích phần overview, tại nó yêu cầu Lazada là phải copy cái link overview mới được. Không, kích vào overview để lấy đường link. Lấy link xong các bạn copy vào. Hay file Allabay thì cũng tương tự. Allabay là do cái tên không thấy nè. Cái này là The IK Group Company, khác với cái tên nó cho nên chọn No. Không tìm thấy là chọn No. Ví dụ 2,
of Vitae là Vitae là một cái bang Vermont á. Vitae là Vermont á, một bang của Mỹ. Heo NTWK. Các bạn sẽ tìm cái link LinkedIn Network. NTWK là viết tắt của từ Network. Network nha các bạn, là chọn cái phần này. Còn CTR là viết tắt của từ Center. Chọn chọn cái này, hoặc cái này cũng giống nhau, hay cái cũng giống nhau. Ở đây nó kêu vào trang chủ, vào trang chủ, vào trang chủ. Rồi các bạn vào trang chủ đó xong, các bạn tìm tìm ở cái phần location á, location hoặc là contact, hoặc là kéo xuống dưới cùng nó sẽ có cái địa chỉ trên trang web. Nó một địa chỉ nó nằm ở dưới cùng, hoặc là ở chữ location, hoặc là ở chữ contact us. Contact us là liên hệ với chúng tôi á. Các bạn so sánh cái địa chỉ này khớp khớp với địa chỉ nó cho là được. Khớp là các bạn copy cái LinkedIn này vào. Còn nếu không khớp thì các bạn chọn no. Tìm Lazada. Lazada thì chọn cái link này. Lazada thì không có, không có tên. Cái này là Đại học Vermont. Đây là MD, là bác sĩ Medical Doctor Robert. Đây là nói về một ông bác sĩ thôi, không phải là cái tên của cái bệnh viện này, hoặc là một cái hệ thống này. Nên mình chọn no. File all bay, tìm all bay thì ở đây có nè. Heo network all giống nè. Tuy nhiên cái bay này á, khi mà kích vào thì nó không có các chi tiết liên hệ về bang hoặc địa chỉ, nên chúng ta không thể xác nhận cho câu hỏi này là Z. Không có gì hết thì mình chọn no. Không xác nhận, không có địa chỉ bang gì hết là mình chọn phải chọn no. Bây giờ mình làm thử. Các bạn kích vào search LinkedIn. Ở đây là tên là Adobe Connection LinkedIn. Có ngay. Đây là nó nói là phải trong trong nước Mỹ, địa chỉ nó nằm trong nước Mỹ. Từ viết tắt chấp nhận. Đây là ở Metro, ở mình xin.